Bay được, chim sẻ. Bay được, chim cánh cụt. Không bay được, nhộp. Thế nhưng hôm nay tôi sẽ giúp cho con chim cánh cụt này có thể bay được vòng quanh trái đất. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với con game Learn to Fly ở phần chơi Classic. Để đẩy nhanh tiến độ của game thì tôi đã chơi được 18 ngày và đã tiết kiệm được 17.000 đô. Để xem chúng ta sẽ mua cái gì nào. Ok, bắt đầu với quả ghế sofa này đi. Và chúng ta sẽ bỏ qua con lò xo này luôn, tiến đến với slingshot, súng bắn chim. Ok, việc đầu tiên là nâng cấp ghế sofa level max. Từ ghế sofa cuối bắc, chúng ta đã có ghế gaming. Và tiếp theo là nâng cấp súng bắn chim level max. Ở đây thì tôi sẽ chọn là rocket đi. Ok, ok, chúng ta sẽ có 3 cái rocket. Thế còn phần boost là tên lửa thì tôi sẽ chọn đầu tiên là cái khí ga này. Cái tiếp theo là auxiliary rocket. Ok, ui thôi nào, ui dồi ôi, súng bắn chim này nâng cấp lên khủng khiếp thật. Ok, và nhiệm vụ trong phần chơi này của chúng ta đó chính là bay xa nhất có thể anh em nhá. Ở tập trước ấy thì là chúng ta bay cao nhất có thể, thế nhưng mà ở phần này là bay xa nhất có thể. Đừng để rơi xuống đất nha anh em. Ok. Đây, kiếm được có 900 đô ấy. Nâng cấp anh em nhá. Level max. Level max. Max luôn. Để xem quả này chúng ta bay thế nào. Lại này, lại nha anh em. Vừa nãy là demo thôi. Ok, sao yếu thế này. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ bay cho hết cái tên lửa đã anh em nhá. Chúng ta có đến 3 cái tên lửa cơ, thế nên là cứ bay thoải mái đấy. Ok, cái đầu tiên này. Hiện tại là chúng ta đã bay được gần 20 km rồi đấy mọi người. Rồi, chúng ta đã vượt qua con số 30 km rồi. 35, 36 km rồi, sắp 40 km rồi. Tôi nghĩ là với kết quả tên lửa thứ 3 này thì chúng ta có thể cán mốc 50 km như mọi người. Rồi, từ từ, đúng rồi. Rồi, tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ sử dụng khí ga. Ok, và lần này chúng ta kiếm được 6.000 đô. Bây giờ tôi sẽ thử nghiệm chúng ta đổi súng bắn chim sang cái súng này xem nào. Ok, tạm thời level 5 đi, tiết kiệm tiền một tí. Nào, vào đây. Ui ôi, ôi xôi, bắn khỏe thực sự anh em ạ. Sướng. Ok, và hiện tại sau 3 quả tên lửa đầu tiên thì chúng ta đã bay được một quãng đường là gần 80 km. Và tôi nghĩ kỷ lục này chúng ta có thể tạo ra là 100 km. Đấy rồi, 90 rồi. Ô, chắc chắn là 100 rồi anh em ơi. Chắc chắn là 100 nhá. Lần này lệch đi đâu được, có khi anh em mình còn lên 101, 102. Úi giời ơi, đây rồi, anh em mình đã có kỷ lục mới. Đấy rồi, ok. Hơn 100 km. Và lần này chúng ta kiếm được 7.000 đô. Bây giờ tôi sẽ thử đổi một cái rocket sang cái RPG này nhá. Ui, cái này đắt lắm, để xem là tôi có thể nâng cấp được lên level max không. Wow, level max luôn. Ngầu. Và tiếp theo là nâng cấp súng. Wow, súng bây giờ nó có gân rồi anh em ạ. À không phải. Súng bây giờ nó có hoa văn. Tôi lại tưởng nó có gân. À, có đủ tiền không? Rồi, rồi, hết tiền rồi, chúng ta lên được level 8. Nào, quẩy. Quẩy. Ôi dồi, đạn xịt rồi. Lần này sau khoảng 3 quả tên lửa đầu tiên thì chúng ta mới chỉ được hơn 60 km thôi. Thế nên là tôi nghĩ là kỷ lục là khó phá rồi anh em ơi. Ok, và lần này chúng ta chỉ được có 92 km mà thôi. Thế nhưng tôi kiếm được 10.000 đô. Lần này tôi sẽ đổi sang mini hepper anh em nhé. Chúng ta sẽ mua thêm một cái chiếc cái cụt để nó đẩy chúng ta đi xa hơn. Nào, nâng cấp level max. Ui, không level max được. Nó đắt phết đấy. Ok, đây rồi, đây rồi. Úi giời ơi, úi giời ơi, anh em nhìn thấy chưa? Bắn một phát thôi nhá, đã gần 50 km rồi, tuyệt vời luôn. Ok, và sau khoảng 3 quả tên lửa đầu tiên thì chúng ta đã gần cán mốc 100 km luôn. Có vẻ như đây sẽ là một kỷ lục mới của chúng ta.
Rồi, tôi tự tin là quả này anh em mình sẽ tiến đến khoảng 110 đến 120 km anh em nhá. Một kỷ lục mới. Rồi, tổng cộng là chúng ta được khoảng 115 km khoảng đấy anh em nhá. Tiếp tục thử nghiệm, lần này tôi sẽ đổi RPG sang Banshee. Nó là cái quạt gió nha anh em. Ui, trông ngầu thế nhờ. Trông ngầu ác anh em ơi. Sai. Có quạt gió ấy, nó trông nó phải đẳng cấp hơn. Chắc chắn là như vậy rồi. Được đấy, cái quạt gió này tôi khá là thích nha. Để xem hết cái quạt gió này thì anh em mình bay được khoảng bao nhiêu. Ui, cái quạt gió này nó khỏe thế. Ui, nó lâu thế. Gần 70 km rồi mà nó vẫn chưa hết nhiên liệu luôn anh em ơi. Có khi tôi phải đổi hết sang quạt gió cũng nên. Sai. Ngầu thật. Ui, gần 80 km rồi. Vai trưởng. Được. Ui, mới chỉ đến quả tên lửa thứ hai chúng ta đã gần được 100 km. Trời ơi, ngầu. Dự đoán quả này rơi vào khoảng 140 km nha anh em. Khá VIP đấy. À chết, không được, 135 thôi. Ok, bây giờ tôi sẽ đổi quả ghế kia sang cái pixel này. Tôi chưa biết cái pixel này là cái gì nên là chơi thử. Uầy, trông ảo ma Canada với cái trời. Không biết nó là cái gì thật. Chịu nhá. Ok, cái này nó nặng hơn cái ghế nên là anh em mình bay không được. Cái pixel này không vui lắm. Tôi lại bán, anh em đổi cái khác. Rocket kit này là cái gì? Cho lên level max luôn. Mà chỉ sử dụng được có một cái cánh quạt thôi. Ai à? Trông hài vãi nho anh em ơi. Trông cái này buồn cười lắm. À, nó có cả tên lửa đẩy theo nữa. À, được. Nó có một cái búp bổ sung anh em ạ. Ok, tổng cộng là được 130 km. Thôi, anh em mình lại về Escape Pod đi. Và lần này tôi sẽ thử bộ đẩy Alien. Bẫy nhá, bẫy người ngoài hành tinh. Ok, nâng cấp xong hết rồi, thử nghiệm. What the hell? Gì đấy? À, nó hút mình lên anh em ơi. Ê, tao cần bay đi xa mày ơi. Tính ra cái này nó không hợp lắm. Chúng ta cần bay đi xa chứ không phải là bay cao. Ok, và hiện tại đã là ngày 50. Và đây là ngày thứ 2 tôi chơi con game này. Để kể tiền anh em ạ. 339.000 đô, tương đương với khoảng 5 tỷ Việt Nam. Và để xem hiện tại tôi đang có gì. Space Shooter Level 7, Lo phản ứng hạt nhân Level 10, 4 cái Shooter Rector Level 8. Ok, hiện tại chắc là tôi nghĩ là chưa cần đến với cái này đâu. Anh em mình bán đi để tôi cộng dồn vào là để xem là chúng ta tổng cộng nó có bao nhiêu tiền. 360.000 đô. Ok, bây giờ bay thử đây anh em nhé. Úi dồi ôi. Anh em thấy chưa? Bây giờ mấy cái Shooter Rector của tôi nhá, là sau khi nâng cấp lên là chúng ta có đến 3 cái tên lửa. Đây này, rồi. Nó bay nó phải khét mù như này luôn. Để xem lần này thì chúng ta sẽ bay được bao xa. Theo tôi tính là chúng ta cần phải bay được 500 km thì mới thắng được cái bàn này. Đấy, để xem chúng ta bay được bao nhiêu nhá. Hiện tại thì với cái tên lửa đầu tiên, với cái Shooter đầu tiên thì chúng ta đã vượt qua 100 km rồi nha anh em. Theo dự đoán của tôi chúng ta sẽ bay vào khoảng 350 km nếu như mà khi dùng hết tên lửa. Ok, đấy, hết cái đầu tiên là được 130 km rồi, khá là phê. Ok nhá, khá tốt đấy, khá tốt luôn. 150 rồi đây, do là tôi đã nâng cấp cái Shooter này nó rất là nhiều, level 8 nên là cái năng lượng của nó cũng còn rất là nhiều anh em ạ. Rồi, cứ thông thả thôi. Anh em mình bây giờ chill thôi nhỉ. Chill một tí thôi. À, chưa bao giờ chơi game mà tôi lại cảm thấy là nhàn hạ như thế này. Em nằm em mơ một ngày trong bao một mùa nghiêng. Chơi game nhàn quá tự nhiên lại ngủ quên anh em ạ. Ok.
cái sút tờ le cuối cùng. Hiện tại chúng ta đã chạm mốc 300 km rồi và vẫn còn một cái tên lửa nữa anh em. Ồ, vừa nãy tôi bán bớt hai cái tên lửa kia. Nếu mà tôi giữ lại hai cái tên lửa đấy, có khi chúng ta phải chạm đến 400 km. Thế thì khả năng phá đảo là rất cao rồi. Tí nữa anh em mình sẽ nâng cấp. Vừa nãy tôi bán đi để tôi kiếm thêm tiền đấy, để mà nâng cấp máy bay các thứ. Nhưng mà thôi, tí nữa anh em mình sẽ làm. 350 km là hoàn toàn nằm trong tầm tay anh em nhé. Chắc chắn luôn, không nói nhiều. Đây rồi, 350 luôn. Mà vẫn còn nhé, có khi phải là 370 km. Có được không, có được không? Ôi, hết tên lửa rồi. Nhưng mà từ từ, anh em mình vẫn còn khoảng thời gian rơi tự do nữa. Đây, 370 thật đấy. Ok, và chúng ta kiếm được 36.000 đô cho lần bay này. Thôi được rồi, bây giờ thì chúng ta có khoảng 400.000 đô rồi nhá. Tôi sẽ nâng cấp này. Cái này thì còn 3 nấc nữa. 1, 2. Level max luôn. Ủa anh em nhìn này, trông ngầu hơn hẳn anh em ạ. Trông đẹp đẹp luôn. Lò phản ứng hạt nhân. Max level luôn. Ghê chưa. Có cái xanh xanh bên ngoài này. Rồi bây giờ tôi sẽ nâng cấp cái shooter lên level 9. Tốn kém thế nhờ. Uầy đắt thật. Level 10 đấy. Uầy tốn kém quá anh em ơi. Cái này tôi đã nâng mắc rồi. Bây giờ là tôi sẽ cần phải đến cái khí ga. À không phải, không phải khí ga mà là cái này. Đấy, cái này thì anh em mình sẽ nâng nó lên level max luôn. Chúng ta hoàn toàn có thể nâng cao level max, tức là level max cộng 1. Ôi giời. Mà thôi, tôi sẽ không nâng level max cộng 1 đâu, và tôi sẽ mua thêm một cái này. Cái này thì anh em mình cũng sẽ nâng cấp lên level max được không? Có đủ tiền không? Đồ, level max luôn. Và level max cộng 1. Cảm giác tôi cứ như là một vị tỷ phú nào đấy đang đấu giá anh em ạ. 100.000 đô. Và một xu. Ok, và tôi đã nâng cấp tất cả level max rồi. Nhưng vẫn còn 238.000 đô cơ. Vẫn còn rất nhiều tiền. Nên là tôi sẽ nâng cấp hết vào cái shooter le này nhá. Để xem hình dạng mới. Uầy, hình dạng mới của nó này. Uầy, ngầu ác. Uầy, trời ơi, chất luôn. Vẫn còn 200.000 đô. Thế thì tôi sẽ nâng cấp hết vào cái máy bay đi. Uầy, uầy, level max cộng 5 luôn rồi. Được thế nhờ. Từ từ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ai chưa xong mở mắt đi tìm nhá. Thôi, tôi nghĩ là nâng cấp max rồi, max của max rồi, hết nâng cấp rồi. Đây, đến tôi tiếp tục anh em mình nâng cấp mấy con chim cánh cụt này đi. Nó khá là rẻ. 4, 5, rồi, nâng cấp cái này lên level 5. Ok. Cái này còn 51.000. Rồi, thôi, hết tiền rồi nhá, hết tiền rồi. Quẩy, thôi, chắc chắn quả này phá đảo anh em nhá. Chắc chắn. Anh em nhìn kìa. Anh em nhìn kìa. Mới chỉ phóng từ cái lò phản ứng hạt nhân bay lên trời thôi mà tôi đã bay được 120 km rồi. Oh my god. Oh my god. Cái đấy. Sai. Quả này ngầu rồi, quả này chất. Đẳng cấp anh em ạ, đẳng cấp luôn. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc ngồi chơi và tận hưởng thôi. Anh em đoán đi. Sau cái lần bay này, chúng ta sẽ đạt được bao nhiêu km? Chuẩn bị hết cái shooter le đầu tiên thì chúng ta đã đạt được 200 km. Để tôi mạnh dạn dự đoán nhé, chúng ta sẽ đạt được cái quãng đường rơi vào khoảng độ 550 km đến 600 km anh em nhá. Để xem tôi nói có đúng hay không. Ok đấy. Tuyệt vời. Sướng. Được đấy, đúng là nâng cấp phi thuyền rồi, nâng cấp tất cả mọi thứ lên nó phải khác đúng không? Ok, chúng ta đã cán mốc 300 km đầu tiên và vẫn chưa hết cái shooter le thứ hai nhá. Tuyệt vời, sướng em ạ. Đây rồi, chúng ta đã cán mốc 400 km và hiện tại là đang sử dụng đến cái shooter le thứ ba nhưng mới hết quân nửa thôi. Khả năng cao là 550 đến 600 km thật. Thế nhưng mà tôi đang không biết là bao nhiêu km thì anh em mình phá đảo cái bàn này.
có thể là 500 km là sẽ phá đảo, nhưng mà chưa thấy bay ra ngoài không gian anh em ạ, chưa thấy bay ra ngoài không gian nhá. Rồi sắp chạm mốc 500 km rồi nhưng vẫn chưa thấy bay ra ngoài không gian. Đây 500 km rồi. Ô thì ra là 500 km chúng ta sẽ phá đảo con game này, phá đảo màn chơi này. Được đấy, ghê. Được đấy, để xem là cái gì đây. Mấy con chi cánh cụt nó đang nghiên cứu một cái gì đó. Ôi ôi à, cái con này sau khi nó bay từ ngoài hành tinh về thì nó rơi vào nhà luôn, nó đi ngủ luôn đấy các bạn. Có item mới, để xem chúng ta mở được cái gì mới. Tôi sẽ mở cái đầu tiên nhá. Power, tăng năng lượng. Hay, có khá là nhiều thứ mới anh em ơi. Được đấy. Ok, và tôi đã hoàn thành Classic Mode và chúng ta vẫn còn hai cái là Payload với cả Sandbox. Nếu anh em thích con game này, chúng ta sẽ phá đảo đó. Tất cả tùy thuộc vào mọi người, có gì comment bên dưới nhá. Và cảm ơn anh em vì đã đồng hành cùng với tôi trong con game này. Nhớ ủng hộ tôi một like, một đăng ký kênh nhá, để giúp cho kênh Poro sớm đạt được 2 triệu người đăng ký. Đã tải game rất nhiều. Chúc anh em có một mùa hè vui vẻ, ý nghĩa bên người thân và gia đình. Ok nhá, thế còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý Pop Pro thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên tay phải để có thể nhận được những thông báo về video mới nhất của mình nhé.